Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Chấp bị đình chỉ vì bán hàng giả và Lê Dương Bảo Lâm vẫn tiếp tục livestream bán hàng công khai gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Dù đã bị cơ quan chức năng cấm kinh doanh trong vòng 2 tháng, vợ Lê Dương Bảo Lâm vẫn thoải mái tung hoành trên mạng xã hội bằng những màn chốt đơn đến chóng mặt. Được biết đến với danh hiệu thánh livestream hàng đầu showbiz, Lê Dương Bảo Lâm và vợ sở hữu một cơ sở kinh doanh online cực khủng ở quê nhà. Cho đến gần đây, Quỳnh Quỳnh, vợ Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ bị phạt 50 triệu vì bán nước hoa giả mạo các thương hiệu đình đám được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam. Không chỉ bị xử phạt hành chính, cô còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh trong thời hạn 2 tháng. Giữa lúc cư dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao, vào tối ngày 7 tháng 6, vợ Lê Dương Bảo Lâm khiến mạng xã hội dậy sóng khi tiếp tục livestream bán hàng công khai bất chấp việc bị đình chỉ. Hành vi mang tính chất thách thức pháp luật của cô hiện đang gây ra những tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, trên sóng livestream, netizen cũng không khỏi bất ngờ vì sau khi bị phạt nặng, Quỳnh Quỳnh vẫn cười nói vui vẻ với khách hàng và chốt đơn lia lịa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trước đó, vào ngày 5 tháng 6, trên sóng livestream của vợ, Lê Dương Bảo Lâm cũng đã thẳng thắn bày tỏ: "Mấy chị ơi, tụi em vẫn bình thường nha, mai tụi em sẽ bán đồ này nọ nha, tại vì trước giờ tụi em sống sao thì mấy chị suy nghĩ, mấy chị quyết định." Hình ảnh vợ Lê Dương Bảo Lâm trong buổi livestream mới nhất. Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm kinh doanh online suốt nhiều năm qua và không ít lần vướng ồn ào liên quan đến chất lượng sản phẩm. Lâm sâm xoay quanh câu chuyện bán hàng giả của vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.